Tôi sẽ đây bằng bọn ở kia ngày nay ở tôi nhóm mà ôn tôi chứ nạ tí mùi nè ngó có điên cho ba ngày nay ngay trong khá thì tới kê miền ở chụp liền ấy ice cream miền kể đây miền ai chỉ mở mà nè đi pha có bằng bọn nè pha pha kê mùi nè thì ai mơ cái lại bà luôn đi, bà hai chơi cái lại đi ha. Để bọn con một tuyệt phim mà khai nít xem mà gần đất trịa. Nè, ố, ngày nít ngay cái đá gương, ngày nít cái đá gương bọn con mà nữ sợ nè. Hàng nít nó chết chết nhông ta bọn con. Nè, mới tật kìa. Ú, mình sẽ bảy hai tật á. Đau. Còn mình cái bọn nhắm cái rìm. Mình nè. Mấy cái tự đoán chua nhằm lớp ba này, mùi ba nó khai nhanh ớt đau hình chấn chứ nha con mê cho chất nhằm cà rìm anh đi cà rìm cây dương nhanh ớt hai trăm tự lên tiệt tạm bóng bôn tăng phi ở cắt cô nà mó nhưng mà đã ôi con lên này đi nà và tay để xa vô vô ngày nay ngày kì trong cao kì chụp liền chắc nhâm sực chật ôi con lên mùi phụ mạ kì nà nâng cho ô ô nà tạm ăn xin thay đầy không con bông bông mấy nhưng mà sợ ban thọt ấy chả nên phụ ấy con khmer chả ăn phê chứ chẳng tớ dơ ngọt hiền thọt chồng kì thì con khmer gọt sợ bài à lên nhờ lại nên cái miền tông cái miền ấy lên cho ăn thì cái lạnh phạt cái mùi cái bông phôn hay lỡ nó nhom mặt ăn này du bán này lỡ mong buồn à mà phải giờ tí hai hay nhom cho thời ca mong pram cả làm chăng nhom mặt hiện này du nhom tết tết hai khi mà ôn cho bài ăn con yeah. Tăng pì ca ở covid máu à cái lạnh phạt nhưng mà đai áo gì mà chăn ăn chiên ngay tập vào nó khơi nhờ gọi lên mau chung đi mùi mình phê ấy hay graduate kê phải chấp nạ tì mùi á rồi chẳng tới sau chết ai gọt bụi gọt sở bài á sở bài hay nhằm tự cọ tự trẻ ok bong bong video ní khai tê nhằm khoản nào thọt tục làm bây chị nụ sao vừa đi bê đạt gọt phải chấp ca sẵn xa nạ tì mùi hay chị bê xe nâng cư phải chấp bê là miền chủng ngữ covid chẳng nhằm chẳng thọt chia ai cái xa xâm rập tục ai quạt tu sân á về quạt thông ok anh chàng áo quân bóng phôn đại ban tu sân á hai sâu chun phô bóng phôn ọc ni đại ban sọc sơ bài cực cầm cửa xa hai cục lệch vẹn mát hai nâng đại xa cùng liệt ok chung liệt đi goodbye.